chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình các bạn thân mến xin được chúc mừng ông thượng tướng nguyễn trọng nghĩa tân trưởng ban tuyên giáo trung ương và mong rằng ở vị trí công tác mới ông vẫn là một vị tướng trên mặt trận này biết rằng không có điều gì là dễ dàng cả nhưng cứ theo đúng và quyết thực hiện bằng được những gì cụ hồ đã dạy thì việc gì cũng thành công bởi đằng sau là quần chúng nhân dân luôn một lòng tin theo đảng chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Mặt trận nào cũng cần một vị tướng của Nguyễn Ran. Thực ra tôi dùng hai từ vị tướng ở đây chỉ là sự ước lệ để nói về những người được đảng phân công chủ trì phụ trách một mảng công việc hay một lĩnh vực nào đó nhưng người ta hay ví là vị tư lệnh ngành vậy. Đối với lĩnh vực chính trị tư tưởng văn hóa thì xưa nay đều được coi là một mặt trận mà ở đó là cuộc đấu tranh không kém phần cam go, ác liệt như ở trên chiến trường thực sự. Ngày nay, khi các loại truyền thông nhờ sự phát triển của công nghệ đã bung ra một cách mạnh mẽ, rất đa dạng, đa chiều, đủ hướng, thì trên mặt trận này đã và đang diễn ra cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu không đủ mạnh để giữ vững trận địa này, thì sự chệch hướng và thất bại là điều không tránh khỏi. Cho nên, mặt trận chiến đấu này cần có một vị tướng đúng với nghĩa đen và nghĩa bóng, bởi đã làm mặt trận thì cần phải có tướng chỉ huy chứ không phải là chỉ là sự phụ trách bình thường. Hôm nay, thấy đài báo chính thống đưa tin có một vị tướng được đảng phân công đảm nhiệm vị trí trưởng ban tuyên giáo trung ương, mong rằng ông thực sự xứng đáng với ý nghĩa vị tướng trên mặt trận này. Thực tế hiệu quả của công việc còn ở phía trước, bây giờ chưa nói trước được điều gì. Nhưng tôi cũng như rất nhiều quần chúng nhân dân rất phấn khởi và tin tưởng ở sự sáng suốt lựa chọn của Đảng. Thực tình, sự phấn khởi này cũng có lý do của nó, không cần nói ra đây thì mọi người cũng đã rõ, mong rằng những cái gọi là đá sạn trong lĩnh vực này sẽ từng bước được khắc phục, chấn chỉnh, đẩy lùi những thứ đang đi ngược dòng với dòng chảy chung của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin được chúc mừng ông và mong rằng ở vị trí công tác mới ông vẫn là một vị tướng trên mặt trận này biết rằng không có điều gì là dễ dàng cả nhưng cứ theo đúng và quyết thực hiện bằng được những gì cụ hồ đã dạy thì việc gì cũng thành công bởi đằng sau là quần chúng nhân dân luôn một lòng tin theo đảng